Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức nông nghiệp đáng chú ý khác. Trong hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía Bắc mới diễn ra tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã định hướng ngoài chanh thì bưởi sẽ là loại trái cây chiếm lược tiếp theo có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để có thể chinh phục được các thị trường xuất khẩu như là Mỹ hay là thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng của Trung Quốc thì việc phát triển loại trái cây này cần phải được quy hoạch và phát triển đồng bộ. Trong đó vẫn còn nhiều việc phải làm, phải tính và còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc phát triển bưởi theo hướng hữu cơ. Trong gần 80 nước sản xuất bưởi trên thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 với sản lượng 0,8 triệu tấn một năm. Nhưng chủ yếu tiêu thụ nội địa, giá trị xuất khẩu thấp chỉ hơn 4 triệu đô la Mỹ vào năm 2019. Vì vậy, để khai thác tốt hơn tiềm năng của loại trái cây này, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành các thủ tục để mở đường cho bưởi xuất khẩu sang các thị trường mới. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, chúng ta sẽ có thể đưa bưởi sang Mỹ và tiếp theo là Trung Quốc. Cái nước vùng ôn đới thì người ta không trồng được bưởi. Chính vì vậy là chúng ta đang có cái lợi thế. Cái thứ hai là cái chất lượng bưởi của chúng ta khá là tốt so với cả các nước. Và chúng ta cũng có nhiều cái mẫu mã và giống. Hiện bưởi Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 20 thị trường tại châu Mỹ, châu Á, châu Âu, châu Đại Dương với dòng sản phẩm chính là quả tươi. Trong đó, bưởi da xanh có một số lợi thế cạnh tranh như giá thành tương đối thấp so với một số nước Mexico, Nam Phi, Thái Lan, lại có thể thu hoạch quanh năm, chất lượng cao hơn bưởi Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế thì việc phát triển bưởi Việt Nam vẫn tồn tại một số khó khăn. Cái bộ giống của chúng ta ở ngoài thị trường cấp chưa có, thứ nhất là chưa tốt hoặc chưa có cơ sở tiên cận để cho người nông dân có thể sử dụng. Không chỉ về nguồn giống, để phát triển cây bưởi một cách bền vững, chúng ta còn cần hoàn thiện quy trình trồng. Có như vậy, cây mới phát triển tốt, quả đạt chất lượng cao và có thời gian khai thác lâu dài. Ngay từ thiết bị ban đầu thì bắt đầu phải có một cái từ trồng. Nhất quyết quyết định độ dốc bao nhiêu thì đúng. Thứ hai là mật độ, ngày nhiều lắm, chúng ta quá dần. Các anh chị đã như thế rồi, tầm cây giữ từ thứ cho chanh và cho cam canh và vân vân. Thứ bốn là để phân bón. Cùng với nâng cao chất lượng quả, công tác xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, dán tem nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng có vai trò rất lớn trong hoạt động xuất khẩu. Trong 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu của quả bưởi đạt 10,9 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 246% so với cùng kỳ năm ngoái. Sáng nay 11 tháng 11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 với chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Hội chợ là cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm về nông nghiệp. Đã có hơn 250 gian hàng của hơn 100 đơn vị doanh nghiệp và hợp tác xã cũng như nông dân đã tham gia với hàng nghìn các sản phẩm về nông lâm thủy sản, xuất khẩu, thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền đã được giới thiệu tại hội chợ. Gian hàng của các nhà vườn cây giống ở Bến Tre, Vĩnh Long, khá nhiều giống cây mới lạ. Gian hàng cây giống 2D của ông Huỳnh Văn Dũng với trên 60 cây giống nội ngoại nhập từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản như chuối tím, cam nhật, ổi dứa và đặc biệt là ổi cẩm thạch. Theo chủ vườn, giống ổi cẩm thạch do ông phát hiện hơn một năm nay là đột biến từ cây ổi Đài Loan với hình dáng màu sắc khá lạ mắt. Mỗi nhánh ổi cẩm thạch này được ông bán với giá từ 150 đến 500 ngàn đồng. Thì cái trái nó thì cũng màu cẩm thạch, có nghĩa là nó sọc xanh, đó, nó sọc xanh. Nè, ruột nó đỏ không hạt, nó dao động từ 4 đến 6 trái một ký. Bên cạnh cây giống, nhiều sáng tạo của nông dân tại miền Tây cũng khiến du khách tham quan rất thích thú. Đây là chiếc máy trải màn phủ nông nghiệp thông minh, đa năng của câu lạc bộ sáng chế nông phú ở An Giang. Máy sử dụng động cơ chính từ máy cắt liên hợp. Phần gian phía trước được gắn thêm thiết bị xịt thuốc, kết hợp cần phun dài đến 12 mét. Động cơ phía sau được thiết kế linh hoạt, có thể thay đổi cần phun thuốc thành dàn gieo hạt mè. Bình quân 1.000 m2 đất, chỉ khoảng 5 phút, chiếc máy sẽ gieo hạt xong.
Cái máy này thì để đặc biệt làm trên cây màu nên là cái chuyện lúng lầy nó cũng giảm. Thì cái này phù hợp cho những cái vùng trồng như là dưa hấu ở cái vùng Bình Thuận, Ninh Thuận rồi đó. Thì cái đó là nó rất phù hợp trên nền đất cát. Mấy cái gian hàng mà sản xuất mấy cái dụng cụ để cho nông dân á, chú cũng thấy hay. Thay được cái nông dân mình có cái đầu óc sáng tạo, cải tiến được như vậy rồi bà con mình đỡ phải vất vả. Hội chợ cũng xuất hiện nhiều sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp chất lượng cao đến từ các địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Tây. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11 sắp tới. Theo VASEP, từ đầu năm đến giữa tháng 10, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Canada đạt 146,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh. Tôm Việt vẫn đang chiếm 34% tổng giá trị nhập khẩu tôm của Canada. Như vậy, Việt Nam đang là nguồn cung cấp tôm lớn nhất cho nước này suốt từ năm 2014 đến nay. Trong đó, Ấn Độ đứng thứ hai về cung cấp tôm cho Canada chiếm 28%, tiếp đó là Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia lần lượt chiếm 13%, 7% và 4%. Các mặt hàng tôm Việt vào Canada chủ yếu là tôm sú và tôm thẻ tươi đông lạnh hoặc đã qua chế biến tẩm gia vị. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, Canada đứng thứ 13 về nhập khẩu tôm trên thế giới, chiếm khoảng 2% tổng giá trị nhập khẩu tôm toàn cầu. 6 tháng đầu năm nay, nhập khẩu tôm của Canada đạt gần 213 triệu đô la Mỹ.